Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức hội chợ trái cây nông sản an toàn các tỉnh, thành phố năm 2023, với sự tham gia của hơn 130 gian hàng của trên 80 doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc Hà Nội và 18 tỉnh, thành phố. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng 69 năm ngày giải phóng huyện Thanh Trì và 69 năm ngày giải phóng thủ đô. Hội chợ nhằm quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây, nông sản an toàn, sản phẩm mùa vụ, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm, thực hiện hiệu quả kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ của thành phố, thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Sở Công Thương Hà Nội cho biết thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tích cực hỗ trợ các địa phương trong hoạt động quảng bá giới thiệu kết nối trái cây, nông sản, đặc sản tại thị trường Hà Nội thông qua trên 100 hoạt động giao thương, hội chợ. Đồng hành với các địa phương, trong thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong việc xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Hà Nội, giúp người tiêu dùng thủ đô nhận biết, có thêm nhiều lựa chọn tiêu dùng sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý.